review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm thực tế ứng dụng vào những ngày Tết, những ngày mà toàn tụ ngồi với nhau chơi một số trò chơi nhỏ. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm cái sản phẩm này. Đầu tiên muốn làm được cái sản phẩm này thì mình cần có một bica, công tắc đề này, động cơ này động cơ DC, nó chạy rất là khỏe, 12-24V. Mình cần một số cái cọc nhựa. Cái này thì ở trên thị trường bán rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cố định cái khung mica. Ở đây mình đã cố định trước rồi. Bây giờ mình sẽ bắn keo nhé. Đã gắn keo nến thì mình sẽ được một cái hộp như thế này. Ok, đây thì mình đã cắt sẵn rồi. Đây là cái công tắc, đây là mình sẽ gắn cái động cơ, đây là động cơ DC. Nó gắn sẵn cái đầu trục của khoan này, rất là tiện để mình gắn vào hộp. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào nhé. Ở trên thì nó sẽ có hàn ốc. Đây, bạn nhìn. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy hàn ốc. Bạn ốc vào. Ok, sau khi gắn cái động cơ vào rồi đấy các bạn thấy rất là chắc. Thế đến mình sẽ gắn cái động cái công tắc này, đây là công tắc đề nhá. Bây giờ mình sẽ gắn cái công tắc đề này vào đây. Khi mình nhấn cái động cơ này sẽ quay. Bây giờ mình lắp đằng sau nhé. Ok. Tiếp đến là cái đầu jack DC để cắm nguồn. Loại này là loại chuẩn 5.5 nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn dây. Ok. Nối dây xong. Nối dây thì các bạn nối âm dây vào jack này, vào động cơ này. Và nối một dây kia của động cơ thì mình nối qua một cái nút nhấn đề để khi mà mình nhấn cái nút nhấn thì cái động cơ nó mới quay. Rồi. Đây là cái bàn xoay. Nó to, bây giờ mình phải bóc cái lớp này đi. Cái này thì mình đang làm ở kích thước hồ khoảng tầm 30cm, đó là đường kính của nó. Đó, đây. Thì mình cần gắn một số ốc vít. Để chắc chắn hơn thì các bạn cho một ít
keo 52 vào đó, để lát mình quay nó sẽ không bị bong. Enova vào cái mũi tên là sẽ bị bong ra. Mình cho keo này là chắc. Ok, đến mình lắp kim xoay. Cho 52. Ok. Đặt kim nhé. Vòng chun ok, bây giờ mình gắn cái vòng chun vào đây, quay kim. Đấy, cái mặt này mình đã lắp xong rồi, đặt lên đây thôi, rất là hư. Đây thì mình có chuẩn bị một cái tờ giấy. Ở đây mình dùng nguồn 12V nhé. Bây giờ mình sẽ cắm. Đây là jack IC này. Sau khi mình cấp nguồn cho cột thì mình sẽ nhấn cái nút này, động cơ quay thả nút thì động cơ dừng. Tức là động cơ sẽ quay theo kiểu quán tính ấy. Cái này chơi trong ngày Tết thì rất là hay. Kim dừng ở đâu thì các bạn nhận thường thường ở đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.